Salon bên em sáng nay về thêm một chiếc Altis nữa anh chị nha. Đây là Altis bản 1.8G 2019 á. Xe mang nước sơn màu đen, biển số Bình Dương và mới chạy có 17.000 km thôi anh chị nha. Nội qua hớt xe còn rất là đẹp luôn. Dòng Altis này thì nổi tiếng về độ bền, độ lành tính, chi phí bảo dưỡng thấp và chạy rất là tiết kiệm xăng anh chị nha. Bản G này thì cũng trang bị đầy đủ tiện ích á. Và xe thì cũng có thêm khá là nhiều đồ chơi hữu ích á. Chúng ta có luôn mà Android, có camera hành trình, có đến 2 camera hành trình chị nha. Có bọc trần ni lông luôn rồi. Ghế da thì còn rất là đẹp luôn. Xe này nội thất kem, không có điểm nào để chê về chiếc xe này luôn chị nha. Đây, da ghế là không một vết nhăn nào luôn, cực kỳ đẹp. Lớp xe đây à, còn rất là dày luôn chị nha. Đây, phần sơn bóng loáng phản chiếu, hình ảnh em phản ra rõ nét không chị ha. Đèn sau là đèn LED à. Đèn trước thì vẫn là đèn halogen. Bản này thì cũng trang bị an toàn khá là nhiều à. Chúng ta có cảm biến lùi, có 6 túi khí an toàn anh chị nha, 7 túi khí, xe này là trang bị 7 túi khí an toàn, có túi khí đầu gối chỗ tài xế luôn ạ. Tất cả đều còn rất là đẹp ạ. Có cảm biến lùi, có cân bằng điện tử, vô lăng bọc da và có luôn cruise control anh chị nha. Cruise control này nằm ở vị trí này. Xe mới chạy 17.000 thôi ạ. Hết đồ hợp không tua anh chị nha. Bên em bán xe là có cam kết đồng hồ km ạ. Không bao giờ tua đồng hồ km. Tất cả các xe bên khi mà em lên hình giới thiệu đến các anh chị trên video này hay là trên các mạng xã hội khác thì đều là không đâm đụng, không thủy kích, động cơ hộp số nguyên zin và không tua đồng hồ km anh chị nha. Keo chỉ zin hết ạ. Nên các anh chị khi mà mua xe bên em thì hoàn toàn yên tâm về chất lượng xe cũng như là pháp lý xe. Rồi em giới thiệu đến các anh chị chiếc Altis 2019 chạy 17.000. Nếu mà anh chị nào quan tâm đến xe này hoặc là bất cứ một dòng ô tô đã qua sử dụng nào thì đừng quên alo em 0908 779 773 qua em xem xe trực tiếp sẽ ưng ý ngay anh chị nha. Em xin cảm ơn các anh chị đã xem hết video. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau ạ.